Thế thì cái phần mà chúng ta nên hỏi ở đây ấy, đó là chúng ta hỏi về những yếu tố thị trường, những cái giải pháp thị trường nào mà PGS trong vòng hơn 15 năm, gần 15 năm qua đã triển khai để có thể duy trì được cái mô hình PGS phát triển và tạo ra một cái tương lai vững vàng cho cái hệ thống PGS này. Theo chúng tôi thì chúng ta sẽ tập trung vào gọi là thảo luận xung quanh cái những cái yếu tố đó, bởi vì mục tiêu của chúng ta trong cái buổi tọa đàm này, ngoài cái việc là điểm lại những cái thành tựu mà chúng ta đã trải qua, thì có một cái điều rất quan trọng, đó là chúng ta cần phải nhìn tới tương lai, xem là cái mô hình này trong tương lai nó cần phải đi như thế nào, nên làm gì, và chúng ta sẽ làm thế nào để cho cái mô hình PGS Việt Nam này, hoặc là PGS nói chung này, càng ngày càng vững mạnh, càng vững vàng trước cách sóng gió của thị trường, giống như cái hình ảnh mà anh Chiến vừa mới dùng để kết thúc chương trình đấy, kết thúc cái bài thuyết trình đấy, là làm thế nào để PGS càng ngày càng cắm rễ sâu trong đời sống thực tiễn và làm cho nó phát triển mạnh mẽ hơn. Vâng, xin mời các anh các chị có thể đặt câu hỏi ạ. Tôi chưa thấy một cái cánh tay nào ở trong cái phần giơ lên ở trong cái danh sách các cử tọa cả. Có ai đặt câu hỏi không ạ? Nếu không thì chúng tôi sẽ dành thời gian cho các cái câu hỏi mà đã được gửi đến cho ban tổ chức trong phần đăng ký. Vâng, rất nhiều người chia sẻ rằng là bài thuyết trình của anh Chiến rất là hay, rất là xúc tích, rất là ý nghĩa, rất là cô đọng và rất là thực tế. Vâng, rất nhiều người khen cái bài trình bày của giám đốc Trần Mạnh Chiến. Vâng. Tuy nhiên là chúng ta cần phải nhìn về tương lai. Nào bây giờ có ai hỏi về cái vấn đề phát triển thị trường cho PGS, cho sản phẩm PGS như nào không ạ? Có ai đặt câu hỏi giơ tay Cho ạ? em chị Liên, cho em xin nói mấy câu được không ạ? Vâng, xin mời cô Bình. Vừa rất là cảm ơn anh Trần Mạnh Chiến thì vừa rồi có một cái bài trình bày làm em nhớ lại cách đây 12 năm khi mà bọn em dự án tổ chức cái chuỗi tiếp thị ở ngoài Big C ạ. Và hàng tuần ấy thì bọn em đi xe máy đi trước và nông dân thì lúc đấy không biết Big C ở đâu. Ở đối với liên nhóm Lương Sơn thì em sẽ đi xe máy đi trước dẫn đường và bà con đi sau để ra tiếp thị rau hữu cơ. Lúc đấy người tiêu dùng chẳng hiểu hữu cơ là gì cả. Và cái thời gian đấy thì vô cùng là vất vả. Và cái điều mà sau suốt 14 năm tham gia dự án thì một cái điều mà em nhận thấy rằng là chỉ có các doanh nghiệp đứng bên cạnh bà con, chỉ có những doanh nghiệp đứng bên cạnh thì mới có thể là thúc đẩy cái sự phát triển cái sản phẩm hữu cơ. Và hôm nay thì thực sự là tri ân, cảm ơn anh Chiến, cảm ơn em Huyền ở bên Vinasamex và rất nhiều các anh chị kinh doanh các cái thực phẩm sạch có mặt trong buổi tọa đàm hôm nay. Hôm nay thì chúng ta được trực tiếp gặp anh Chiến và chị Huyền thì rất là mong mọi người trao đổi về cái lĩnh vực thị trường và các anh chị sẽ đưa ra câu hỏi trực tiếp hoặc là có rất nhiều cái câu hỏi gián tiếp. Nhưng cái thời kỳ em nghĩ rằng là cái thời kỳ gian khó chúng ta đã vượt qua được. Chúng ta đã bản lĩnh, chúng ta đã kiên cường và cái thời kỳ đó đã qua và bây giờ chúng ta phải nhìn vào một cái tương lai rất là tươi sáng. Thì cảm ơn chị Liên đã cho em có đôi lời phát biểu ạ. Em xin Vâng, cảm hết ơn ạ. cô Bình. Cảm ơn cô Bình. Đây là những cái cảm xúc cũng rất là dễ hiểu thôi. Khi mà chúng ta nhìn lại một cái chặng đường 15 năm, nhưng mà bây giờ nhìn về tương lai thì chúng ta cũng cần phải có những cái con mắt rất là thực tiễn và đặc biệt là phải mang tính thị trường để làm sao cho những bước đi tiếp theo của PGS Việt Nam sẽ còn có những cái bước tiến mạnh mẽ hơn. Tôi xin nêu một số, tôi xin đọc một số những cái câu hỏi mà các cử tọa của chúng ta đã gửi đến cho ban tổ chức đăng ký ạ, mà tôi sẽ là gần 20 câu hỏi, nhưng mà tôi sẽ chỉ chọn những cái câu hỏi nào mà nó liên quan đến vấn đề của chúng ta hôm nay, đó là cái việc phát triển thị trường cho PGS như nào để sản phẩm của PGS có thể sống khỏe trong thị trường. Câu hỏi thứ nhất là làm thế nào để nhân rộng mô hình hữu cơ PGS khi mà các liên nhóm không ở gần nhau? Câu hỏi này có lẽ là phải mời bà Tuyết Nhung. Câu hỏi này có vẻ như không liên quan đến thị trường lắm, nhưng mà theo tôi thì nó lại rất liên quan. Lát nữa sau khi bà Từ Tuyết Nhung
trả lời câu hỏi này rồi thì chúng tôi sẽ có một cái kết nối với cái lý do vì sao mà lại nói đến việc nhân rộng mô hình hữu cơ PGS trước. Xin mời bà Từ Tuyết Nhung trả lời câu hỏi nè. Alo, bà Từ Tuyết Nhung có ở trong phòng Zoom không ạ? À, tôi đây ạ. À, có Vâng, được xin nghe mời. thấy không ạ? Có nghe tốt chị ơi. Vâng, xin chào tất cả mọi người ạ. Một cái câu hỏi cũng rất là nhiều người hỏi ạ. Làm thế nào để có thể là cái gì nhỉ? Nhân rộng mô hình ạ. Làm Làm thế nào để nhân rộng mô hình hữu cơ PGS khi mà các liên nhóm không ở gần nhau? cái này thì câu hỏi cũng nhiều người hỏi. Ở đây tôi chưa nói đến cái việc là liên nhóm ở gần nhau hay là liên nhóm ở xa nhau. Rất là nhiều nơi người ta hỏi muốn tham gia vào BGS thì ở những cái vùng rất là xa, tại vì trong BGS của chúng tôi thì cái yếu tố tổ chức giám sát ngẫu nhiên, giám sát thường kỳ nó rất là cao, cái tần suất rất là cao. Và làm thế nào để giám sát được nhau thì đấy là một cái câu hỏi mà nếu như ở xa quá thì chúng ta phải thiết lập một cái mạng lưới riêng ở nơi đó và có tổ chức những cái cuộc giám sát chéo nhau, và ở những cái nơi đó họ sẽ phải chịu trách nhiệm với những cái giá trị sản phẩm của họ. Thứ nhất là chúng ta tập trung vào cái thị trường địa phương của nơi đó đã, và sau đó chúng ta sẽ kết nối dần với cái mạng lưới BGS mà sắp tới đây chúng tôi đang lan tỏa và sẽ trở thành cái mạng lưới BGS quốc gia. Thế cho nên là trước mắt là nếu ở vùng xa thì chúng ta phải tổ chức thành các nhóm nông dân và kết nối lại thành một mạng lưới ở địa phương đó và tập trung vào thị trường ở địa phương để chứng minh cái uy tín, cái chất lượng của mình ở đó đã. Và dần dần khi lấy được niềm tin của người tiêu dùng thì chúng ta sẽ lan tỏa sản phẩm, chia sẻ sản phẩm ra ở các thị trường xa hơn. Đấy là câu trả lời của tôi. Vâng, xin cảm ơn bà Từ Tuyết Nhung. Một câu hỏi rất là ngắn gọn, một câu trả lời rất là ngắn gọn. Nhưng tôi bây giờ tôi muốn giải thích là vì sao cái câu chuyện là nhân rộng mô hình hữu cơ PGS nó lại liên quan đến cái việc xây dựng thị trường vững vàng cho sản phẩm PGS. Bởi vì chắc chúng ta đều biết là một trong những cái nguyên tắc của kinh tế thị trường đó, đó là cái sự hiện diện thương hiệu và đó là cái sự thừa nhận rộng rãi của người tiêu dùng. Ví dụ như vừa rồi cô Bình cũng như là anh Chiến có nói là thời gian đầu hay khi phát triển cái thương hiệu PGS này thì người tiêu dùng không biết PGS nó là cái gì cả, thậm chí cũng không biết hữu cơ, khái niệm hữu cơ nó là cái gì cả. Nhưng mà nếu như cái mô hình PGS và hữu cơ càng ngày càng lan rộng và càng lan tỏa ở xuất hiện ở trên nhiều cái kệ hàng, trên nhiều siêu thị thì rõ ràng là nó sẽ tạo ra một cái nhận thức mới cho người tiêu dùng. Và đấy chính là sự hiện diện thương hiệu mà giúp cho cái hình thức sản phẩm hữu cơ PGS nó đến được với người tiêu dùng ạ. Chính vì thế cho nên đối với quan điểm của tôi thì tôi thấy là cái việc nhân rộng mô hình hữu cơ PGS nó là một trong những nhiệm vụ cực kỳ quan trọng của PGS Việt Nam trong thời gian tới ạ. Chính vì nó quan trọng như thế cho nên là có rất nhiều những người tiêu dùng quan tâm đến cái sản phẩm hữu cơ này. Đến bây giờ thì rất nhiều người đã quan tâm. Câu hỏi thứ hai của người tiêu dùng có đặt câu hỏi cho anh Chiến là cái lợi thế về sức khỏe của sản phẩm hữu cơ so với sản phẩm thông thường là gì? Và đặc biệt là với sản phẩm PGS thì có những cái điểm đặc biệt gì hay không? Xin mời anh Chiến. Anh Chiến có nghe được câu hỏi không ạ? À, có Vâng. Cái lợi à. thế về sức khỏe của sản phẩm hữu cơ so với sản phẩm thông thường, đặc biệt là cái đối với sản phẩm PGS thì nó có cái đặc điểm gì? Cái sản phẩm hữu cơ ấy thì hiện tại trên thế giới cũng người ta đã có rất là nhiều cái chứng minh về cái lợi thế về về sức khỏe đối với người tiêu dùng. Nếu mà nói về dinh dưỡng ấy, thì thật ra thì giữa hai trường phái thì vẫn có những cái tranh cãi về cả cái chất dinh dưỡng ở trong sản phẩm hữu cơ và sản phẩm an toàn. Tuy nhiên ấy, cái thực tế rằng là cái rủi ro về dư lượng các cái hóa chất đầu vào độc hại ấy, thì ở sản phẩm hữu cơ thì cái rủi ro là thấp hơn rất là nhiều. Vì thế cho nên chắc chắn rằng người ta phải công nhận rằng là cái rủi ro, cái ảnh hưởng đến sức khỏe của sản phẩm hữu cơ là cái lợi thế tích cực hơn rất là nhiều đối với sản phẩm an toàn. Còn đối với cái hữu cơ PGS ấy, thì nó còn có một cái đặc trưng, nó có những cái đặc trưng khác nữa đối với hữu cơ. Đấy là cái đặc trưng về cái sự giám sát
Đấy. Cái sự giám sát ở đấy là giám sát không những là định kỳ mà cả giám sát bất thường. Đối với thường các cái sản phẩm mà chứng nhận của bên thứ ba thì cái sự giám sát là chỉ định kỳ là một năm một lần hoặc là hai lần. Đấy. Còn đối với sản phẩm hữu cơ ấy, thì chúng tôi là thực hiện cái giám sát là hàng tháng, tối thiểu là hàng tháng. Đấy. Cho nên cái tần suất nó sẽ giúp cho cái việc giảm thiểu cái rủi ro về vi phạm cái tiêu chuẩn đối với sản xuất. Đấy. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai của cái sản phẩm hữu cơ BGS đấy là cái sự giám sát của cộng đồng, tức là nhiều bên cùng giám sát. Nó khác với bên thứ ba là chỉ có cái bên thứ ba để giám sát thôi. Còn đấy là của cộng đồng thì giống như trong cái mạng lưới BGS hiện nay ấy, thì từ người tiêu dùng cũng tham gia, doanh nghiệp cũng tham gia vào cái giám sát. Đấy. Và các cái hiệp hội mạng lưới khác họ cũng tham gia vào đấy. Đấy. Thì vì cái sự tham gia của nhiều bên ấy, thì cũng giúp giảm thiểu cái rủi ro về làm dùng hay là vi phạm tiêu chuẩn. Đấy. Do đó sẽ nâng cao được cái chất lượng của sản phẩm. Thì chúng tôi tin rằng đấy là những cái hữu cơ BGS. Cái lý do mà sản phẩm hữu cơ nó sẽ tốt hơn sản phẩm thông thường đúng không ạ? Vâng. Vâng. Nói về vấn đề sức khỏe thì tôi muốn tóm tắt một câu, tức là sản xuất hữu cơ thì sẽ làm đem lại sức khỏe cho những đối tượng nào? Thứ nhất là làm đem lại sức khỏe cho đất. Thứ hai là đem lại sức khỏe cho cây. Thứ ba là đem lại sức khỏe cho môi trường. Thứ tư là đem lại sức khỏe cho người sản xuất. Và thứ năm là đem lại sức khỏe cho người tiêu dùng ạ. Không biết tôi thống kê thế đã đủ chưa, nhưng mà theo dưới góc độ một người tiêu dùng thì tôi thấy nghĩ thế ạ. Một câu hỏi nữa đó là những nhà phân phối mô nhỏ muốn hợp tác với các nhóm nông dân sản xuất theo tiêu chuẩn PGS thì làm như thế nào cho hiệu quả? Câu này tôi nghĩ cũng dành cho anh Chiến ạ. Vâng, xin mời anh Chiến có thể trả lời tiếp câu này ạ. Vâng, tôi nghĩ thì cũng bây giờ thì cái việc hợp tác rất là đơn giản, cũng như chúng tôi thôi. Các anh chị có thể chia sẻ cái thông tin lên đây, và bên chỗ ban điều phối cũng như các nhóm nông dân mà đang tham dự ở đây có thể kết nối với các anh chị. Thì các nhóm hiện nay là đều đang có đưa sản phẩm hữu cơ PGS sang ngay vào Hà Nội, thì cũng có thể kết hợp để ký hợp đồng đưa cho các anh chị. Bên cạnh đấy thì các anh chị để là tổ chức chuyến tham quan về tận nơi cái nhóm xuất để thực sự là chứng kiến cái chất lượng của họ, cũng như là thấy cái mô hình nó có ích như thế nào đối với cộng đồng, và mình tin cậy hơn vào sản phẩm. Thì như thế thì cái sự hợp tác nó sẽ bền vững hơn. Cho nên là các anh chị cứ đưa cái thông tin điện thoại và địa chỉ lên đây, chắc chắn là sẽ có người ở ban điều phối hoặc là ở nhóm nông dân liên lạc. Vâng, tức là các anh chị nào đang làm thương mại mà có mặt ở trong phòng Zoom hôm nay thì có thể để lại contact ở trên cái ô chat ạ, để lại số điện thoại hoặc là email ở trên ô chat ạ. Ban điều phối sẽ có cái liên lạc với các anh các chị để cùng bàn bạc về cái phương thức là làm thế nào để các anh các chị có thể giúp phân phối các cái sản phẩm của PGS. Một câu hỏi nữa đó là hiện nay PGS, hệ thống PGS sử dụng công nghệ truyền thông nào để nhằm kết nối cung cầu nông sản hữu cơ theo thời gian thực, một cách tức thời giữa các bên trong chuỗi cung ứng, nhằm tối ưu phân phối hàng hóa đến đúng thị trường, đúng nơi cần và đúng cái đối tượng tệp khách hàng đang cần tiêu thụ sản phẩm đó với giá trị có lợi nhất cho người nông dân? Thì câu này cũng lại xin mời anh Chiến ạ. Hiện nay chúng ta, cái hệ thống PGS đang sử dụng công nghệ truyền thông nào, cách làm như thế nào để nhằm kết nối cung cầu nông sản hữu cơ theo thời gian thực, một cách tức thời giữa các bên trong chuỗi cung ứng để nhằm tối ưu hóa cái lợi ích về giá trị cho người sản xuất? Hiện nay thì cái mạng lưới PGS đang sử dụng đấy là cái QR code, cái CheckVN để giúp cho cái công tác vừa là giám sát vừa là cập nhật cái thông tin về sản phẩm giữa nhóm sản xuất và các cái công ty thu mua. Thì tuy nhiên thì chúng tôi cho rằng là cái này nó chủ yếu nó để đảm bảo cái
việc trong cái việc là đảm bảo truy xuất nguồn gốc. Còn về mặt cập nhật ý, thì nó chỉ mới được một phần nào đấy thôi, chứ nó vẫn có cái đồ đồ vánh, đồ chưa chính xác. Thì cái đó nó là công nghệ đồng chí Chiến ơi, cái đó nó là công nghệ nhằm mục tiêu là xác thực lòng tin. Thế còn ở đây người ta đang muốn hỏi là cái công nghệ truyền thông nào để anh truyền thông về sản phẩm ấy, để cho giữa cung và cầu, trong các cái mối kết liên kết giữa cung và cầu nó được truyền thông tin cho nhau liên tục. Ví dụ ở khu A, khu vực A này nó đang có nhu cầu về thực phẩm sạch hoặc là về thực phẩm hữu cơ, thì những nhà nông dân sản xuất hữu cơ người ta phải biết, và những nhà thương mại đang kinh doanh hữu cơ người ta phải biết ngay. Cái đó mới là vấn đề ở trong cái câu hỏi này, chứ không phải vấn đề truy xuất nguồn gốc ạ. Truy xuất nguồn gốc nó là một công cụ để chúng ta tạo ra niềm tin cho người tiêu dùng thôi, nhưng mà làm thế nào để truyền được cái thông tin nhu cầu cung cầu giữa người mua và người bán ấy? Không, thực ra cái QR chúng code ta đã làm cái gì chưa? Nó cũng một phần để cập nhật được cái thông tin giữa hai bên đấy chị ạ. Cái khí không, mà bà ở đây người ta muốn nói đến cái phương thức truyền thông về thông tin thị trường. Truyền thông về thông tin thị trường, Chiến ơi. Thị trường ấy thì hiện tại thì tuế ghé trước có cái công cụ nào để đấy, mà từ đây là một cái mà tôi nghĩ là ai đó đặt câu hỏi này cũng rất là hay đấy, rất là rất hiểu ABGS. Cái bật mic lên này, đưa cái bật mic lên này. Đề nghị mọi người tắt mic hộ cái à, ai ai thử bật mic xong rồi cứ nói thế này. Xin có ý kiến một chút được không ạ? Vâng, xin mời. Vâng, xin chào tất cả mọi người. Lúc nãy tôi vừa nghe mọi người trao đổi về cái chuyện là cái sự khác biệt giữa sản phẩm hữu cơ với lại các sản phẩm thông thường ấy. Thì tôi muốn hỏi là không biết từ trước đến giờ có bao giờ mà mình đem những cái mẫu rau hoặc là mẫu củ hoặc mẫu quả hữu cơ mà mình đi phân tích về cái giá trị dinh dưỡng của nó so với lại những cái sản phẩm mà người ta trồng ở ngoài thị trường để xem xét xem là cái sự khác biệt của nó thế nào hay không. Bởi vì là ví dụ chẳng hạn như khi tôi đi làm các cái sản phẩm đặc sản địa phương ấy, thì bao giờ mình đem phân tích mẫu, và nếu mà nó có được một cái sự khác biệt giữa cái hàm lượng dinh dưỡng hay là những cái hoạt chất hay cái gì đấy ở trong cái thực phẩm hữu cơ so với lại thực phẩm người ta trồng theo các cái phương pháp mà dùng các cái hóa chất hay là dùng các cái biện pháp khác chẳng hạn, thì không biết là bên chỗ anh Chiến hay là bên chỗ PGS đã bao giờ làm cái việc ấy chưa, ngoài những cái uy tín của mình được bảo đảm ở cái chỗ tức là mình có hệ thống kiểm soát này và có được những cái người mà cầm trịch của cái PGS này rất là kiên cường. Trong bao nhiêu năm qua ta kiên quyết bảo vệ cái chuyện tức là phải làm đúng làm thật mới được đem sản phẩm ra thị trường, và có những biện pháp xử lý khi mà gian dối trong cái hệ thống, mà có những cái chẳng hạn như có những nhóm mà đi đưa hàng ngoài vào đã bị đình chỉ này kia, và đấy là những biện pháp mà PGS ngày xưa giờ đang làm. Thực tế thì PGS cũng như là bên các cái cửa hàng thì cũng chưa làm cái việc này chị ạ. Thứ nhất ấy, là về cái việc mà mình mà làm mà nhỏ lẻ ấy, thì nó cũng không có tác dụng trong truyền thông. Thứ hai ấy, thì thực ra qua cái tham khảo của tôi trên thế giới ấy, thì trên thế giới họ cũng đã làm rồi. Thật ra họ làm khá là nhiều rồi, giữa hai phái hữu cơ và thông thường. Nhưng mà khi mà phân tích dinh dưỡng ấy, thì phải nói thật đúng đã là cái dinh dưỡng giữa hai bên này nó không có cái đồ vánh nhau đáng kể để mà xét rằng là hữu cơ là dinh dưỡng nhiều hơn. Đấy, thực tế là như vậy. Nhưng về cái rủi ro, về cái dư lượng các cái hóa chất độc hại ấy, thì bên hữu cơ là giảm hơn thôi. Chứ còn để mà dinh dưỡng ấy thì phải cũng chưa bên nào là xác thực được, vẫn đang cãi nhau thôi chị ạ. Cho nên là tôi nghĩ là thế giới họ làm nhiều hơn mình, mà họ có tránh cãi thì mình có xét nghiệm nữa chắc là mình cũng không ra đâu. Nhưng mà về cái rủi ro an toàn thực phẩm thì tôi nghĩ là từ cái việc là kiểm tra thì cũng thấy hơn, mà từ cái việc là cái quy trình thì mình cũng thấy nó hơn rồi, thì khẳng định thì cái niềm tin của người tiêu dùng thì họ thấy là rõ. Nhưng mà dinh dưỡng thì tôi thấy đúng là cũng chưa thuyết phục. Vâng, vấn đề dinh dưỡng thì có thể là không phải là mối quan tâm nhiều, nhưng mà chắc chắn là vấn đề dư lượng thì sẽ là mối quan tâm nhiều của người tiêu dùng đấy ạ. Nếu mà chúng ta có những cái bản test để chứng minh là dư lượng của rau hữu cơ không có như các loại rau sản xuất bằng phương pháp hóa chất khác, thì cũng là một cái chất liệu truyền thông rất là tốt cho người tiêu dùng tin tưởng hơn đấy. Vâng, bây giờ chúng tôi thấy có hai cánh tay giơ lên, một là PGS Thanh Xuân, vâng, và một là
cử tọa một đại biểu tên là Nguyễn Văn Đếm. Nhưng mà chúng tôi xin mời anh Đếm phát biểu trước ạ. Anh Đếm có thể tự giới thiệu một chút về mình và đặt câu hỏi trực tiếp ạ. Xong rồi cho chị phát biểu. Vâng. Anh Đếm có bật được mic không ạ? Dạ rồi. Anh tổ chức bật mic cho anh Đếm. Vâng, xin lỗi. Dạ, xin cảm ơn ban tổ chức, xin cảm ơn cái phần chia sẻ của anh Chiến. Qua phần chia sẻ của anh Chiến, em có ba cái câu hỏi nhỏ. Xin rất mong anh Chiến có thể trao đổi kỹ thêm xíu cho em được hiểu thêm. Cái thứ nhất là cái phần đề xuất của anh Chiến có nói về cái việc thống nhất cái tiêu chuẩn của BCS. Như vậy thì bấy lâu nay cái truyền thông của BCS gì có rất nhiều loại BCS hay là chỉ có một loại BCS thôi mà tới bây giờ mình phải đề xuất là phải thống nhất được cái chuẩn lại. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là khi mà BCS nó làm ra như vậy thì phân khúc thị trường sản phẩm của BCS này là ở phân khúc nào? Mình chưa thấy có sự ở trình bày của cái phân khúc thị trường nói lên cái vị trí và sản phẩm làm ra của BCS này trên thị trường. Thì từ cái đó mới có một cái chiến lược marketing nó tốt. Một cái ý thứ ba nữa là thì với những cái gì mà mình trong 15 năm mà có phần trình bày của anh Chiến đưa ra đó, thì có một cái là có sự liên kết rất là mạnh về cái marketing ở bên Big C. Vậy thì tại sao mà chúng ta lại thất bại ở cái chiến dịch lớn như vậy? Thì mình cũng rất là suy nghĩ về cái việc mà marketing, tại vì đó là một cái hệ thống bán lẻ tương đối là nó mạnh, thì mình không biết là tại sao đã bị thất bại vậy. Xin cảm ơn anh Chiến rất nhiều. Vâng, những câu hỏi rất là hay. Vâng. Thứ nhất đấy là về cái câu hỏi của anh, cảm ơn anh đến là ba câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất đấy là về cái việc thống nhất cái PGS ấy, thì đúng là ban đầu ấy chúng ta chỉ có một cái mạng lưới PGS Việt Nam, nhưng mà sau đấy ấy thì do cái đặc biệt là sau cái nghị định 2018 của chính phủ ấy, thì cái việc ủng hộ cái việc phát triển PGS ấy, thì chúng ta đã phát triển cái mạng lưới PGS ở các địa phương khá là nhiều. Và do cái tính rất là địa phương của cái này, cho nên là cái PGS ở các địa phương ấy, thì chúng ta chỉ lập PGS ở tại địa phương, tại huyện, tại tỉnh đấy. Ví dụ tại Bến Tre, tại Hội An, đúng không? Rồi tại Hòa Bình, chúng ta có các cái PGS ở các tỉnh. Mà PGS của Việt Nam thì chưa đủ sức vươn tới để có thể là kiểm soát hay là thống nhất cái tiêu chuẩn, kiểm soát giám sát cái tiêu chuẩn được thực thi ở đấy. Vì thế cho nên là nó cũng có những cái khác biệt nhất định, mà chúng tôi cũng chưa có điều kiện để ngồi lại với nhau và thống nhất cái thực thi cái tiêu chuẩn này. Là cái thứ nhất, câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai của anh ấy là về cái việc cái vì sao cái chiến lược ở Big C ấy nó thất bại. Thì thực ra thì như tôi nói thì cái giai đoạn đầu là khá là thành công trong cái việc là cho tăng cái nhận thức của người tiêu dùng. Tuy nhiên ấy thì và sau đấy thì thực tế là cái đơn vị mà được dự án kết nối để đưa sản phẩm vào đấy ấy, thì cũng đã đưa được cái sản phẩm vào Big C hơn một năm rồi, sau đấy mới phải rút lui. Thì cái lý do thì thực ra nó nhiều, nhưng mà ở góc độ của tôi nhìn thấy thì cũng có thể là một phần là do là Big C thì họ tập trung vào cái giá rẻ, đúng không? Nhưng chúng ta mà vào cái trang web của Big C, chúng ta thấy là hầu hết các cái thông điệp đều giá rẻ, mà chúng ta lại là một cái ánh trang lọt thỏm vào đấy giữa một cái rừng rau giá rẻ, mà tự nhiên có một ánh rau hữu cơ vào đấy, mà những rau giá rẻ kia người ta không gọi là rau an toàn, đúng không? Thì người tiêu dùng rất khó lựa chọn, mà trong lúc đó thì họ không có những cái nhân sự để giới thiệu cái sản phẩm này cho người tiêu dùng. Và chúng ta thấy thực ra là Big C, ngay Big C cái thời gian vừa rồi họ cũng đã thay đổi. Hình như tôi được biết là họ đã chuyển sang cái tên mới, đấy là Top Market, là định vị sang cái chiến lược sản phẩm cao cấp hơn. Thì tôi cho rằng là họ cũng đang tái định vị cái thương hiệu của họ sang cái phân khúc nó cao cấp hơn. Cái câu hỏi kế tiếp của anh đấy là về cái phân khúc thị trường ấy, thì
đúng là chúng tôi làm thì từ Pháp từ ban đầu chứ nó không có những cái nghiên cứu nó bài bản. Nhưng mà qua cái quá trình làm thì chúng tôi thấy cái phân khúc người tiêu dùng của mình đấy là cái người tiêu dùng người ta có cái nhận thức về thực phẩm sạch, đúng không? Và người ta rất là quan tâm đến sức khỏe. Thì cụ thể đấy là chủ yếu là phụ nữ. Như thống kê của chúng tôi thì trên 90% khách hàng của chúng tôi là phụ nữ từ 25 đến 40 tuổi là nhiều nhất, đúng không? Còn nam giới chỉ chiếm dưới 10% thôi. Và cán bộ văn phòng cũng là chủ yếu. Đương nhiên thì cũng có những người ở các giới khác, nhưng đấy là phải thống kê là tầm 90% là ở cái phân khúc đấy. Đấy là ba cái. Vâng, xin cảm ơn anh Chiến. Câu hỏi đấy anh Đếm đã thỏa mãn chưa với câu ba câu trả lời của anh Chiến chưa? Hiện nay liền. Dạ. Cho mình giải thích một chút về cái trường hợp mà bị đứt chuỗi ở Big C, tại vì mình là cái người mà theo dõi rồi hỗ trợ cái này là nhiều nhất. Cái Big C thì từ năm 2010 thì dự án là đã thiết lập chuỗi để đưa vào Big C, và đấy là một cái thách thức nhưng mà cũng là một cái thành công. Thì đầu tiên là một công ty Phúc Đại Việt là cái cầu nối đưa những sản phẩm của các nhóm nông dân ở Thành Công, Thanh Nhàn của Thanh Xuân đưa vào cái chuỗi này. Sau đó thì đến năm 2012 khi dự án kết thúc thì cái công ty đó cũng có nói với tôi là chị ơi, bây giờ em chắc là cũng không chuyển sang cái ngành hàng khác, thì chị tìm xem một cái doanh nghiệp nào để có thể chuyển giao cái chuỗi này. Thì cuối cùng là lúc đấy là Tâm Đạt, là anh Ngọc Anh là giám đốc của Tâm Đạt, đã nhận đưa cái chuỗi đấy. Và sau đó thì anh kết hợp với Mr. Sạch để cả làm thị trường, còn anh ấy phụ trách sản xuất. Và nó đã bị đứt bởi cái đồng chí Mr. Sạch này. Đấy, mọi người đã nhìn thấy cái sự việc của năm 2013, khủng hoảng về giữa cái đơn vị cung cấp sản phẩm, khi họ trà trộn sản phẩm từ bên ngoài vào, và cũng báo chí nói rất là nhiều, và chúng tôi đã phải kiên cường để bảo vệ cái giá trị của chúng tôi trong cái thời điểm rất là khó khăn đó. Dự án kết thúc không còn hỗ trợ, và cái doanh nghiệp, và cho nên là lựa chọn những cái doanh nghiệp để đứng bên cạnh nông dân là vô cùng quan trọng. Những cái doanh nghiệp phải cùng quan điểm, cùng chí hướng và cùng hợp tác, thì nó đứt chuỗi ở cái Big C bởi vì chúng tôi đã kết hợp nhầm, tức là cái công ty Tâm Đạt đã kết hợp nhầm với một cái đối tác để cùng thực hiện nó là Mr. Sạch, và nó đứt chuỗi từ đấy. Chứ không phải là vì là tất nhiên là trong cái chuỗi đó càng ngày càng khó khăn, bởi vì là nó rất là vất vả, bởi vì là khi đó thì cái ngành hàng rau hữu cơ rất là mới, và thậm chí là ở Big C khách hàng đến còn rút rau ở hữu cơ ở trong cái túi đựng hữu cơ ra để mang ra cân để với cái giá rau bình thường. Và sau đó thì túi đã phải gọi là niêm phong lại. Thế nhưng mà bởi vì là cái rau khi đó thì nó cũng còn chưa đa dạng như bây giờ, và luôn luôn nó bị phải trả về, cho nên là các chuỗi, các doanh nghiệp người ta cũng rất là nản. Thế thì đấy là cái câu chuyện là nông dân thì nó cũng chưa đáp ứng được những cái yêu cầu khắt khe của siêu thị, và doanh nghiệp thì cũng có cái phần nào đó thì nó cũng chưa tìm được đúng người, thế cho nên là nó bị đứt ở cái năm 2013 sau một năm dự án kết thúc. Đấy, vâng, cảm ơn chị Nhung. Em xin bổ sung một phút ạ. Khi đó thì em là quản lý chứng nhận ở trên liên nhóm Lương Sơn ạ. Và lúc đó thì liên nhóm Lương Sơn là có 12 nhóm sản xuất. Nhưng bà con chỉ sản xuất được 4-5 loại thôi. 4-5 loại rau trên một vụ. Ở đây hôm nay thì có cả chị Long ở trên Lương Sơn đây ạ, rồi các anh chị ở liên nhóm Lương Sơn ấy. Thì rất là khó cho doanh nghiệp đưa cái sản phẩm vào trong cái thị trường là Big C. Và bản thân gia đình nhà em thì lúc đấy cũng đã cung cấp cho các cái trường học, mời các trường học, và anh Kun đã tư vấn cho em là sẽ phải như thế nào để cho các trường học thu mua ấy. Nhưng để cung cấp 100 kg rau muống cho trường học, cho 600 suất ăn, lúc đó thì em đăng ký được cho hai trường học, là một trường là 600 suất ăn và một trường 500 suất ăn. Thì các anh các chị biết rằng là để có 100 kg rau muống trong một ngày là không thể. Đấy, nghĩa là cái thời gian đấy vô cùng khó khăn. Và sau một năm khi mà gia đình nhà em cung cấp cho hai cái trường học của con trai nhà em, hai đứa con trai, một đứa ở trường mầm non và một đứa ở trường cấp 1, thì cuối cùng em cũng phải chịu thua. Bởi vì là gì?
chạy đôn chạy đáo đến chỗ nọ chỗ kia, bởi vì trường học khi mà mình ký hợp đồng ấy là người ta yêu cầu ngày nào ăn rau gì, và bà con ở Lương Sơn thì ngược đường, còn ở ở Sóc Sơn thì ngược đường, mà ở Lương Sơn thì bà con sản xuất không hề đa dạng một tí nào. Và đấy cũng là một trong những cái nguyên nhân mà khó khăn trong những cái thời kỳ ban đầu ấy. Thì bây giờ em rất là muốn nghe chị Yvonne là phó giám đốc của cái dự án này, thì chị Yvonne có thể là chia sẻ cho mọi người hiểu là tại sao ở cái giai đoạn đấy thì chúng ta đã bị đứt cái chuỗi ở Bixi ạ. Xin mời chị Yvonne ạ. Chị Yvonne ơi, chị bật mic đi ạ. Mở mic ra đi em ơi. Yvonne ơi, mở mic ra đi. Rồi, ok. Vâng, cái câu hỏi của anh đến rất là hay, mà tôi nghĩ đến bây giờ vẫn là cái bài học rất là giá trị. Thì tại sao mà dự án nhỏ nhỏ thế mà lại làm một cái chiến dịch truyền thông ở tại Bixi mà lại có vẻ là chuyên nghiệp thế như anh Chiến chia sẻ? Thì thực ra cái dự án nó đã nói lên hai cái việc. Lúc đó thì tôi là phó giám đốc dự án, thì dự án thứ nhất là phát triển khung khuôn khổ sản xuất nông nghiệp hữu cơ và marketing sản phẩm hữu cơ. Cái marketing sản phẩm hữu cơ thì lúc đó chưa ai biết làm. Thực ra thì Fresh Studio cũng là lúc sau thôi. Và chúng tôi cùng với anh Kun ấy, lúc đó phải mời chuyên gia ở bên Thái Lan sang viết một cái chiến lược marketing, gọi là social marketing, marketing xã hội về sản phẩm hữu cơ. Cho nên là lúc đó thì các hoạt động về marketing là đầu tiên làm cho người khách hàng hiểu thế nào là sản phẩm hữu cơ đã. Nó khác với sản phẩm thông thường là thế nào, nó khác với sản phẩm an toàn là như thế nào. Vì vậy thì có những hoạt động là có thể là gặp gỡ những người ăn kiêng này, người thiền này, rồi thì gặp gỡ các bà mẹ ở những cái khu mà các bác sĩ thường chăm sóc các bà mẹ chúng tôi đến để trao đổi và chia sẻ, tổ chức các sự kiện thế. Và cái điểm nhấn cuối cùng là làm ở Bixi. Thì lúc đó thì mang tính là đưa sản phẩm ra thị trường và tiếp thị sản phẩm cùng với tiếp thị xã hội, cái khái niệm. Cái đấy rất là quan trọng. Và ngay cả cán bộ của Bixi cũng chưa hiểu thế nào là sản phẩm hữu cơ đâu. Chúng tôi lại cũng phải trao đổi, cũng phải truyền thông để đào tạo cho cả người bán hàng ở đó. Và đến khi mà hết cái giai đoạn 8 tuần ở đó, thì họ cũng nói rằng họ có thể rất khuyến khích đưa sản phẩm vào. Thế nhưng đúng là một cái câu chuyện chúng ta chưa đủ sản phẩm để cung cấp thường xuyên hàng ngày cho họ. Đấy là một cái câu chuyện như cô Bình nói. Cái thứ hai nữa là người ta cần cái thủ tục giấy tờ rất là nghiêm túc trong cái việc hóa đơn đỏ như thế nào đó mới để đưa được vào siêu thị. Chứ không phải là sản xuất ở dưới nhóm cứ mang lên mà đã được. Cho nên lúc đó phải tìm có một doanh nghiệp đi cùng với nông dân để đưa sản phẩm. Thì cái câu chuyện là nếu chúng ta không có một doanh nghiệp đi cùng với nông dân một cách có chiến lược và chia sẻ với nông dân, thì gặp gỡ một cái câu chuyện như chị Thu Nhung nói là lúc đầu tâm đạt thì làm được, nhưng đến khi thay sang chỗ Mr. Sạch thì đã làm sai đi những cái gọi là giá trị cốt lõi của sản phẩm hữu cơ. Đó là trung thực, đó là công bằng, đó là sức khỏe, đó là đưa đến người tiêu dùng đúng sản phẩm của mình. Cho nên nông dân sản xuất ra sản xuất tốt, nhưng khâu tiêu thụ, phân phối mà không tốt thì cũng không thể thành cái chuỗi được. Và đấy là cái sự đứt gãy ở đó. Vâng, xin cảm ơn chị Yvonne. Chị Yvonne đưa ra một cái nhận xét và một cái kết luận tôi nghĩ là mang tính rất là cơ bản. Cơ bản ở cái chỗ là chúng ta muốn phát triển một cái thị trường lành mạnh cho sản phẩm PGS thì chúng ta phải hiểu một điều, đó là làm marketing nó khác với làm truyền thông. Cái cách mà kể về cái giai đoạn là 2010 mà làm truyền thông, làm cái chương trình marketing với Bixi ấy, thì tôi thấy rằng có vẻ như lúc ấy mọi người nặng về làm truyền thông hơn là làm marketing. Bởi vì biện pháp marketing nó không chỉ nằm ở truyền thông, nó không chỉ nằm ở cái việc là tuyên truyền cho mọi người hiểu về hữu cơ là gì. Nếu lúc ấy mà chúng ta chọn cái tệp khách hàng là những tổ chức quốc tế đang sinh hoạt, đang sống ở Hà Nội, mà người ta biết cái sản phẩm hữu cơ nó giá trị như thế nào và chúng ta cấp vào cho họ, thì có lẽ là cái hệ thống PGS đã mạnh ngay từ hồi đấy rồi. Nhưng mà chúng ta chọn Bixi là một đối tượng sai. Thôi bây giờ chúng ta sẽ không phân tích.
liên hệ cả Vicky, cả cả đưa đến tận các đại sứ quán em ơi, tìm tất cả đưa nhiều vâng. Nhiều lắm. Thực ra đây là một cái chiến lược marketing xã hội về sản phẩm. Vâng. Nhưng mà đấy 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 chính là cái quyết định marketing xã hội đấy. Các dự án ở chỗ đấy chứ nó không mang tính thị trường đấy. Nó mang tính chất là để giải quyết một vấn đề của dự án chứ nó không mang tính thị trường. Nếu mà tính thị trường thì người ta sẽ đặt cái yếu tố là chọn đúng tệp khách hàng và đánh đúng phân khúc và phải ra lợi nhuận. Đấy mới là yếu tố thị trường. Còn nếu như cái dự án này người ta chọn cái phương án là social marketing thì tức là người ta đã chọn cái khâu làm gọi là làm truyền thông là chính, để tuyên truyền cho cái dự án này là chính. Thôi có lẽ chúng ta sẽ dành một thời gian cho anh cho PGS Thanh Xuân làm một PGS trong Thanh Xuân đi. Vâng. Vâng, PGS Thanh Xuân là một trong những cái đơn vị mà đã tham gia trực tiếp vào trong chương trình của PGS, và bây giờ thì xin mời đại diện của PGS Thanh Xuân ạ. Anh giơ tay cũng lâu rồi. Và chúng ta cũng rất mong được nghe ý kiến phát biểu của anh. Chị Nghị phải không nhỉ? Chị Nhàn. À chị Nhàn, vâng. Vâng, chào chị Nhàn. Vâng, xin mời chị Nhàn. Xin chào tất cả khán giả. Bật mic chưa chị Nhàn? Vâng, úi giời. Hay quá. Đang làm việc à? Xin giới thiệu một chút này, chị Nhàn này là một thành viên kỳ cựu tham gia PGS từ những năm 2008 của cái nhóm bái thượng đầu tiên. Người mà ở trên poster của BGS đi khắp cả thế giới, đội nón và hai tay bưng cái dâng cái show lên đấy, đó chị đấy. Và hôm nay chị xin giới thiệu. Hình ảnh thì rất đẹp rồi, chứ bây giờ đây hình ảnh này cũng đẹp này. Mời chị Nhàn phát biểu đi ạ. Nhàn ơi, Nhàn chia sẻ đi, mọi người đang nhìn thấy chị rồi đấy. Nhàn ơi, chia sẻ cái thời điểm mà khó khăn, cái thời điểm mà em kết hợp, mà nhóm mình kết hợp để đưa sản phẩm ra thị trường nó như thế nào nhá. Em xin đại diện cho nhóm bái thượng của em, là nhóm thành lập đầu tiên năm 2008 ạ. Bắt đầu chúng em thành lập thì cái bước đầu chúng em thành lập là nó gặp rất nhiều khó khăn ạ. Vâng. Bước một là chúng em gặp rất nhiều khó khăn. Bắt đầu chúng em thành lập năm 2008 thì chúng em làm dâu thì năm đầu tiên để tiêu thụ ra thị trường thì cái bước đầu là dâu nó cái mẫu mã của nó rất chi là xấu, thì là chúng em không tiêu thụ được, mà chúng em phải rổ đi để làm phân hết một cái năm 2008 năm đầu tiên. Khách hàng thì chưa biết đến dâu hữu cơ, thì chúng em mất một năm 2008, xong thì đến năm hết năm đấy sang năm 2009 mới bắt đầu tìm khách hàng ACD người ta giúp đỡ chúng em đi bán được dâu ạ. Cảm ơn chị Nhàn. Chị Nhàn ơi, trong cái quá trình mà làm PGS ấy, thì chị thấy cái điều gì mà các chị gọi là đau đáu, các chị gọi là lăn tăn, các chị gọi là mong muốn nhất mà cho đến bây giờ vẫn chưa giải quyết được, thì chị có thể chia sẻ trong buổi tọa đàm hôm nay. Rõ nhạt. Dạ. Nói đi. Cái gì quan nhất thì tức là nhá, trong suốt quá trình làm cái mô hình PGS này thì có cái điều gì mà các chị cảm thấy băn khoăn nhất, các chị lăn tăn nhất mà bao nhiêu năm nay vẫn chưa cởi bỏ được, mà chưa thể giải quyết một cách rốt ráo được để cho mình cảm thấy nó nhẹ lòng? Khó. Câu hỏi này không hề khó. Câu hỏi đấy không hề khó, chỉ có điều là chị có muốn nói ra hay không thôi. Mọi người để trật tự cho chị Nhàn chia sẻ đấy ạ. Em chưa hiểu câu hỏi ạ. Có nghĩa là trong quá trình chị làm PGS này, chị có băn khoăn cái gì không? Ví dụ như là mình làm này nghèo quá, người khác người ta đi chạy chợ, người ta kiếm được nhiều tiền hơn mình. Ví dụ thế. Hoặc là mình làm như này tuy rằng là cũng vui đấy, cũng thích đấy, cũng có tổ chức đấy, nhưng mà cảm thấy là muốn mở rộng ra hoặc là muốn phát triển lên nó không phát triển được chẳng hạn. Mà cho đến bây giờ bao nhiêu năm mình muốn thay đổi đi chẳng hạn. Ví dụ thế, thì tất cả những cái đấy nó là suy tư của chị, của cá nhân chị. Tôi chỉ gợi ý là có những cái chuyện mà chị lăn tăn đấy thôi. Thì có cái gì mà bây giờ chị muốn chia sẻ không, hay là cái mong muốn của chị đối với hệ thống PGS chẳng hạn? Chúng em ấy, chúng em thì làm từ mỗi năm đến giờ thì chúng em làm dâu hữu cơ thì chúng em vẫn muốn là được cái giá thành nó ổn định, nó cao hơn. Vâng, đấy là một. Thứ nhất là mong muốn giá nó cao hơn. Vâng. Thứ hai là cái gì ạ? Từ cái năm chúng em chuyển sang dâu hữu cơ là chúng em không có gì, chúng em vẫn muốn là làm dâu hữu cơ để cho nó bảo
đảm sức khỏe rồi thì bảo vệ môi trường, là bọn em vẫn muốn làm cái rau hữu cơ này chứ không 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 có cái gì không khác cả. Đúng rồi, tức là vẫn muốn làm thì đúng rồi, tại vì có muốn làm thì mới cô đồng hành đến tận bây giờ chứ, đúng không? Nếu không muốn làm thì người ta đã bỏ rồi. Mình vẫn làm, đúng rồi. Nhưng mà trong quá trình làm thì một là chị mong muốn giá nó cao hơn này. Hai là chị có mong muốn ví dụ được tiêu thụ sản lượng lớn hơn. Ví dụ bây giờ một tháng các doanh nghiệp chỉ mua cho em có một chỗ, cho Thanh Xuân có 100 cân. Ê, chị có muốn mỗi tháng là 500 cân hay là 1 tấn không? Có mong muốn sản lượng nó tăng lên không? Có. Hay là có cách gì đấy để mở rộng diện tích ra không? Có, chúng em muốn khách hàng biết đến chúng em để chúng em bán được nhiều sản phẩm. Chúng em làm ra cái gì để cho chúng em tiêu thụ hết. Nhưng bây giờ là chúng em làm ra là cũng vẫn không tiêu thụ hết được ạ. Không tiêu thụ hết thì tức là như vậy là sức, chị Nhàn sức ơi. Sản xuất thì còn thừa. Sức sản xuất thì còn thừa mà sức tiêu thụ thì đang thiếu đúng không? Vâng ạ. Vâng, khách hàng vâng, đến vô hữu cơ để cho chúng em làm sản xuất ra là bán được hết ạ. Vâng, thế thì những cái buổi tọa đàm như này chính là ban điều phối đang gia tăng cái hoạt động truyền thông để nhiều người biết đến rau hữu cơ PGS đấy. Để có thể tạo ra được một cái sự quan tâm của xã hội cũng như của các cơ quan ban ngành để cho cái mô hình PGS của chúng ta phát triển mạnh lên, và lúc ấy thì sẽ nảy sinh nhiều cái nhu cầu tiêu dùng hữu cơ hơn đấy chị nhá. Vâng ạ. Bây giờ chị có mong muốn đề xuất gì đối với ban điều phối không? Với lại người tiêu dùng nữa. Không, với người tiêu dùng sau, bây giờ chị để cho chị Nhàn nói với ban điều phối thôi. Chị Nhàn có đề xuất gì, mong muốn gì với ban điều phối không? Em mạnh dạn lên. Chị Nhung em dạ mong muốn tất cả các khách hàng gọi là quan tâm đến cái rau hữu cơ cho bọn em và quan tâm đến ban điều phối ạ. Ban điều phối phải quan tâm đến người sản xuất chúng em chứ này. Đó. Quan tâm đến ban điều phối làm gì? Ban điều phối quan tâm đến bà con chúng em sản xuất rau ạ. Đúng rồi. Về tiêu dùng thì quan tâm đến rau, còn ban điều phối thì quan tâm đến người sản xuất ra rau, đúng không ạ? Vâng ạ, chúng em biết làm nhưng chẳng biết nói đâu. Chị Nhung cười đấy. Chị Nhung bảo Nhàn học sinh new ban, chị Nhung ạ. Biết làm mà chẳng biết nói đâu ạ. Chính vì những người nông dân điều phối là đương tay không? Có mong muốn ban điều phối là thôi thì nới cho bọn em nó thở một tí không? Có ạ. Thoát chặt quá. Thực ra thì cái việc mà các chị nông dân làm được mà không nói được hoặc là không biết nói như thế nào cho hay, đấy chính là lý do mà PGS ra đời và PGS quy tụ các anh các chị lại. Bởi vì sao? Bởi vì PGS là một tổ chức mà đã nhìn ra được những cái mặt mạnh của người nông dân. Đó là sự thật thà, đó là sự chăm chỉ, đó là sự trung thực, đó là sự rất là kiên trì. Nhưng ban điều phối PGS cũng nhìn thấy những cái hạn chế của người nông dân. Đó là gì? Đó là không biết làm thị trường. Đó là không biết đi nói hay. Đi bán hàng thì cũng không nói được, nhưng mà gọi là giá trị nhất về cái sản phẩm. Vâng ạ. Và đấy cũng là lý do vì sao mà PGS phải ra đời. Và đấy là lý do vì sao mà những người như chị Nhung, chị Yvonne, chị Thanh Bình, anh Mịa, Mạnh Chiến vân vân phải đồng hành cùng với những người nông dân những 15 năm nay với bao nhiêu gian khó, với bao nhiêu vất vả gì hy sinh, đúng không ạ? Mà không phải vì mục tiêu kinh tế. Rõ ràng là không phải vì mục tiêu kinh tế, bởi vì nếu vì cùng mục tiêu kinh tế thì tôi tin rằng các anh các chị này đi con đường khác thì họ sẽ kiếm được nhiều hơn. Nhưng mà vì sao lại vẫn đồng hành cùng với những người nông dân ở khắp mọi nơi như thế và đến những công việc để mở ra một cái mới cho PGS Việt Nam. Đó thì chính là vì nhận thấy khi một mình sản xuất hữu cơ một mình thì em cái sạch đấy ra thị trường để cạnh tranh được. Chị có thể lấy chị sạch của chị ra thị trường, chị không thể nào bán rẻ được như cái người mà người ta phun tưới ở Mỹ vừa mới phun hôm trước hôm sau người ta bán. Thì không cạnh tranh được thì chị phải bán rẻ bằng họ, hoặc là chị bán rẻ hơn họ thì là chị thiệt. Vâng. Chị sẽ không thể tồn tại được nữa, đúng không ạ? Vâng ạ. Vâng. Thế thì đây là cái câu chuyện thị trường đây ạ. Đây là cái câu chuyện mà tôi nghĩ là để xây dựng một cái thị trường bền vững cho sản phẩm PGS Việt Nam
nói chung thì đấy chính nó đang cần một cái sự phân công lao động một cách hợp lý nhất, phân công lại một cách nghiêm túc và trách nhiệm nhất. Đó là những người nông dân thì phải tích cực sản xuất và phải giữ được cái tiêu chuẩn chất lượng. Đúng không ạ? Ban điều phối thì phải lo, ban điều phối thì phải lo thị trường cho chúng tôi. Đúng không ạ? Vâng. Bây giờ sẽ còn, chúng ta còn ít thời gian bởi vì chúng ta còn một phần nội dung nữa. À, mới có một cánh tay giơ lên mà tôi không biết là của đồng chí nào. À, cánh tay của chị Nhàn Thanh Xuân thì có thể hạ được xuống chưa ạ? Chị Nhàn đã... Em xin lên. Em hết rồi ạ. Vâng, cảm ơn chị Nhàn nhé. Cảm ơn chị Nhàn nhé. Chúc chị mạnh khỏe cùng cả nhóm tiếp tục sản xuất hữu cơ nhé. Vâng. Vẫn còn cầm một cái điện thoại cục gạch thế kia. Vâng, tôi sẽ xem ở trong ô chat xem có những câu hỏi nào. Chắc chắn là sẽ có một số những cái lời bình luận. À, ví dụ như là bạn Hoài Thương có đề xuất là ban điều phối nên có một đại diện marketing cho PGS để có thể trực tiếp tiếp cận và giao thương cùng các hệ thống tiêu thụ siêu thị để thúc đẩy thương mại đầu ra cho sản phẩm con nông dân trong chuỗi PGS. Đề xuất là chí lý, tôi hoàn toàn là đồng tình với cái đề xuất này đấy ạ. PGS nên thành lập thêm một pháp danh doanh nghiệp, tổ chức có pháp danh thì đại diện thương mại cho nông dân để xúc tiến thương mại. Cái này thì chắc là chị Nhung sẽ phát nhiều và ban điều phối sẽ phải họp nhiều. Trên ô chat thì đã có một số nhà thương mại để lại số điện thoại và mong muốn được contact với PGS ạ. Bạn Trịnh Kim Uyên ở Hưng Yên thì có hỏi là mô hình PGS đã được đơn vị nào cấp chứng nhận hay chưa? Câu này không rõ lắm nhỉ, bạn Kim Uyên có ở trong trong phòng Zoom không ạ? Bạn Kim Uyên có thể hỏi rõ hơn được không? Có phải bạn muốn hỏi là chứng nhận tiêu chuẩn PGS đã được nhà nước công nhận đấy là một chứng nhận hay không? Một tiêu chuẩn hay không? Vâng, bạn Kim Uyên có thể hỏi trực tiếp được không ạ? Bạn ấy không có ở đây đâu chị ạ. Vâng, bạn ấy... Tôi thấy bạn lên tiếng. Có bạn Kim Uyên không yên đấy ạ? Vâng, nếu bạn Kim Uyên chưa sẵn sàng thì chúng tôi muốn chuyển một câu hỏi của bạn Kim Bôi. Bạn PGS Kim Bôi thì không phải là một câu hỏi nhưng là một đề xuất. Em là thành viên ban điều phối PGS ở cấp huyện. Trên thực tế là em mong muốn ban điều phối PGS Việt Nam có giải pháp để kết nối theo hệ thống từ trên xuống để cho mọi người hiểu biết về PGS nhiều hơn. Cái này cũng là liên quan đến hoạt động truyền thông đây. Bạn Thu ở SCSGC thì có nói là nhờ anh Chiến nói thêm về vấn đề hợp tác tiêu thụ giữa PGS và hệ thống tiêu thị, siêu thị. Liên ơi, có thể là ở trong này có anh Hùng, hiện nay là ở bên công ty Minh Khôi đang đưa các sản phẩm hữu cơ vào trong Vinmart. Thì em có thể là... Vâng, vâng. Trước khi mời anh Hùng thì tôi xin đọc nốt một vài, rất ngắn gọn thôi ạ, một vài những cái nhận xét và cũng như là câu hỏi của mọi người ở trong chat ạ. Chị Dung thì có đưa ra, chị Trần Thị Dung là phó chủ tịch của AFT đấy, thì có đưa ra một cái nhận xét rằng là cái mô hình PGS này rất là phù hợp với cái quy mô sản xuất nhỏ lẻ ở Việt Nam, bởi vì là việc chứng nhận của bên thứ ba thì chỉ đánh giá cái giai đoạn cuối cùng của sản phẩm. Còn đối với cái mô hình sản xuất nhỏ lẻ của Việt Nam ấy thì cái sản phẩm đầu cuối đấy người ta không khó để người ta làm những cái động tác thủ thuật lấp liếm. Trong khi đó thì sản xuất mà giám sát từ đầu đến cuối như mô hình của PGS thì nó lại rất là tốt, bởi vì người nông dân, người sản xuất mà tuân thủ thì sẽ tạo ra được sản phẩm tốt. Đấy, đấy là nhận xét của chị Dung ạ. Bạn Vũ Đình Cường có hỏi là sự hấp dẫn của PGS là gì? Nếu như mà PGS, nếu mà tôi đi theo cái tiêu chuẩn của PGS thì PGS sẽ giúp đỡ tôi như thế nào để tôi có thể đưa được sản phẩm ra thị trường? Câu này rất là hay đấy ạ. Mời chị Nhung ạ. Mời chị Từ Tuyết Nhung trả lời nốt câu hỏi này nữa rồi sẽ chuyển sang anh Khôi ạ. Anh Hùng ạ. Gọi là sự hấp dẫn của PGS. Sự hấp dẫn của PGS là gì? Và nếu như tôi đi theo cái mô hình PGS
thì ban điều phối PGS sẽ giúp đỡ tôi như thế nào để sản phẩm của tôi có thể ra được thị trường? Thực ra thì suốt từ nãy những cái chia sẻ của mọi người trên cái chat box ấy thì cũng khuyến nghị BGS nên là làm marketing, BGS lên là thành lập pháp nhân của một doanh nghiệp, thì cái này thì cũng có lẽ là các bạn chưa hiểu về cái cách thức của cái BGS này. Tại BGS như là một cái mạng lưới xã hội để giúp nông dân nhiều hơn là thay là vì kinh doanh. Nếu mà thị mà là trở thành một cái đơn vị kinh doanh nó sẽ thành xung đột lợi ích. Thế cho nên là BGS thực ra là kết nối nông dân với thị trường, hỗ trợ nông dân về kỹ thuật và kết nối nông dân với thị trường, như là bác Tôm, như là những cái doanh nghiệp khác đứng bên cạnh ngay từ đầu. Để không ạ, chị ơi đừng đi về hướng đấy ạ. Vâng. Để giải thích trả lời cái câu hỏi là sự hấp dẫn của PGS là gì cơ mà. Mình biết và PGS sẽ giúp tôi như thế nào? Mình biết nhưng mà mình muốn tranh thủ để giải thích một số những cái khuyến nghị ở trong cái chat box thôi. Đó là để cho mọi người hiểu rõ hơn về BGS, để thay vì là trở thành một cái doanh nghiệp để có một cái xung đột lợi ích nha. Thế thì đối với cái hấp dẫn của BGS thì tôi nghĩ rằng là nó hấp dẫn ở cái chỗ là thay vì nó giúp đỡ những cái người nông dân mà yếu thế nhất, đó là sự hấp dẫn. Và ngoài ra thì nó kết nối những cái nông dân mà người ta không có khả năng để người ta làm tốt đấy, nhưng người ta không nói được, như từ nãy chị Nhà này, chị không nói được, chị làm được rất tốt, nhưng mà mình lại là cái người mà chẳng BGS là người mà giúp họ để họ có cái sinh kế, họ làm tốt hơn và họ thay đổi những cái giá trị sống của họ. Đấy là cái hấp dẫn của BGS. Thế còn nếu như các doanh nghiệp mà ai đó mà muốn làm sử dụng gọi là tiêu chuẩn BGS thì tự tiêu chuẩn nào cũng được, miễn là tự nguyện mà. Cái việc sử dụng tiêu chuẩn là người sản xuất là có quyền lựa chọn. Còn sử dụng nó như thế nào và để kết nối vào cái mạng lưới BGS ấy, thì đương nhiên khi vào mạng lưới của một trở thành thành viên của BGS thì cũng theo cái quy định của chung của BGS thôi, là vẫn phải theo những cái nguyên tắc chung là anh phải bị giám sát, anh vẫn theo một năm hai lần để anh bị thanh tra và anh phải tuân anh mà và vi phạm thì anh cũng xử lý kỷ luật như những thành viên khác, không có gì khác cả. Và đương nhiên là anh sẽ được cung cấp thông tin, anh được kết nối với thị trường và được tham gia những cái công việc truyền thông hoặc như những cái sự kiện như này. Đấy. Thì nó là như vậy thôi. Cường trả lời đồng chí Cường là như vậy. Vâng, có lẽ là đồng chí Cường sẽ cần phải kết nối trực tiếp với chị Nhung để hỏi thêm được và làm rõ hơn những cái mong muốn của mình, đúng không ạ? Còn một câu hỏi nhỏ thôi. Bạn Nguyễn Hiếu ở HITC có hỏi hiện nay PGS đang chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm thị trường nông nghiệp hữu cơ của Việt Nam? Nếu này mà... bạn Chiến hoặc là chị Nhung có thể trả lời được không ạ? Vâng, chị Nhung cứ trả lời luôn câu này đi ạ. Chị Nhung à? Vâng, chị Nhung trả lời luôn. Thực ra cái sản lượng của BGS ở đây là trong sản lượng của BGS trong mạng lưới của hơn 200 nông dân của mạng lưới mà mình nắm được đây này. Riêng trong cái khu vực của Hà Nội này, Lương Sơn, Hòa Bình và Trác Văn thì một năm ngót nghét là 1.000 từ 6.800 đến 1.000 tấn rau, và chúng tôi thu phí được thì là trong vòng từ 500 đến 600 tấn, 700 tấn. Là thu phí thông qua cái sản lượng đấy, nông dân phải hiện nay nông dân phải trả cái phí đó để sử dụng cái phí đấy để vận hành công tác giám sát thanh tra, để cho nông dân lại hưởng ngược trở lại cho nông dân hưởng lợi. Thế thì ngoài ra những cái sản lượng mà chúng tôi không nắm được, tức là nó cũng trôi nổi mà thì tầm trong vòng được 1.000 tấn đổ lại trong cái mạng lưới của BGS Việt Nam thôi. Thế hiện nay có 17 cái mạng lưới BGS nó được thành lập, và những cái sản phẩm đấy thì nó cung cấp ở những cái thị trường địa phương, và có một số những cái sản phẩm được chia sẻ ở những cái thị trường khác, ví dụ như là cam hữu cơ của BGS Tuyên Quang cũng được chia sẻ chia thị phần ở miền Trung và miền Nam. Thế còn những cái một số tí nữa là Vinasimex cũng có những cái thị phần ở đấy, nhưng mà lại là xuất khẩu. Thế tí nữa chúng ta sẽ chia sẻ ở đó. Thì nói chung là cái
cái sản phẩm BJet Việt của mạng lưới BJet Việt Nam cũng như các mạng lưới BJet khác hiện nay nó vẫn rất là nhỏ. Rất là nhỏ. Nhưng chị ơi, chị trả lời ngắn gọn là bao nhiêu phần trăm thôi nếu chị có ạ? Còn nếu không nếu thì mọi bạn, người sẽ không có. Trăm thì mình cũng không nắm được là bao nhiêu phần trăm. Vâng, vâng, vâng. Nếu thế thì mọi người vui lòng sử dụng ông Google hộ cái ạ. Google cũng không có đâu. Cũng không có ạ. Thế thì phải hỏi Bộ Nông nghiệp ạ. Bộ Nông nghiệp cũng vâng. Không có nốt. Trời đất, Bộ Nông nghiệp cũng không có nốt. Thế là không có đánh giá nào về cái mô hình PGS ạ. Không mà lại. Vâng, thật là đáng tiếc. À, chúng ta sẽ cần phải có nếu mà như vậy. Trong cái vòng tay của mình là ở trong cái thị trường của Hà Nội này thôi. Thế còn những cái chỗ khác mình không nắm được. Vâng, thì tôi nghĩ là cái đó cũng là một trong những cái hạn chế, một cái thiếu sót của ban điều phối PGS ạ. Lẽ ra là ban điều phối PGS cần phải có một cái chiến dịch vận động chính sách để làm sao cho các cơ quan quản lý nhà nước người ta phải thống kê các cái sản phẩm liên quan đến hệ thống này, và sau đó người ta phải có những cái giải pháp để liên kết cái hệ thống này, bởi vì rõ ràng hệ thống PGS rất là bổ ích và cần thiết cho người nông dân ở các vùng mà sản xuất nhỏ lẻ. Hiện nay thì trong đang nỗ lực làm vận động nốt chính sách, tiếp tục chính sách, tại vì là BJet hiện nay cũng được đưa vào trong nghị định nhưng mà chỉ là khuyến khích, nó chưa được chính thức công nhận, và chúng ta đang làm này để tiếp tục vận động chính sách đấy. Vâng, có một số câu hỏi của các bạn liên quan muốn quan tâm đến cái việc là tham gia cái hệ thống PGS thì chúng ta có thể có nên giải đáp luôn bây giờ không nhỉ chị Nhung nhỉ, bởi vì thời gian cũng còn có hạn. Rất nhiều những câu hỏi liên quan hỏi muốn hỏi phần... về cái việc tham gia vào hệ thống PGS như thế nào. Ví dụ như farm ở Nghệ An muốn tham gia hệ thống PGS như thế nào, làm thế nào để một farm lớn có thể sản xuất nông nghiệp hữu cơ với đầu vào thích hợp, vân vân. Những cái đấy có lẽ chúng ta để trong buổi sau đi nhỉ. Vâng,